Chào mừng các bạn đến với channel Lửa Bóng Đá. Thì hôm nay Thọ tiếp tục cập nhật ngày làm việc thứ 5 của sân vận động Lạch Tray, thành phố Hải Phòng. Các bạn đang xem đó là những cái rãnh mà được các công nhân đã đào lên, rồi họ bọc những cái ni lông xuống cái rãnh này. Các bạn đang xem đó là nó bị dính mưa các bạn. Mưa hôm qua giờ cho nên là tiến độ nó chậm lại. Đấy. Rồi các bạn xem đây là những cái ống của hệ thống ống thoát nước. Những loại ống này khá lớn các bạn, khoảng to hơn cái đùi của người lớn mình đấy. Rồi, ok, đến phần này thì bên công nhân của công ty bắt đầu cắt những cái ống này ra. Những ống này gọi là ống thoát nước, cắt theo hình là rãnh xương cá các bạn. Đấy, các công nhân đang cắt khoảng tầm 5cm, khoảng cách là 5cm là cắt tròn cái ống này. Đấy, cắt rất là dày nha các bạn, cắt xung quanh ống. Những ống này sau đó sẽ được cắt xong sẽ thả xuống cái rãnh lúc nãy họ có quay ban đầu của video. Rồi bắt đầu là lắp lên một cái lớp đá 1-2, sạn 1-2 đó các bạn. Cũng giống như cách thi công của sân Quy Nhơn luôn. Nếu các bạn nào mà chưa hình dung được có thể là mở lại cái những cái video cũ của mình hồi mà thi công sân động Quy Nhơn á, rất là giống luôn. Ngày hôm nay là chủ yếu là cắt thôi các bạn nha. Nhờ do hôm qua giờ là mưa cho nên là cái mặt sân chưa khô, cho nên cũng chưa có làm gì được nhiều cả. Rồi ok, Thợ cập nhật tới đây thôi. Rồi những cái ngày tiếp theo thì có gì mới thì Thợ tiếp tục cập nhật cho mọi người xem.